fun. Ôi, thằng chó này chửi tôi kìa. Đặt tên ngu còn lắm mà. Sao mày chửi tao? Rồi. Rồi lấy cái lát cho nó cũng được. Lát. Xem anh từ hồi anh còn đánh nick Kenshiro, hồi đó em còn bạch kim giờ xuống vàng rách rồi. Rất mong một ngày DCD lên với anh Musk he he. Kìa, đi lên với anh ngợp lắm. Trời ơi, không mẫu gì ba cái đó, ngợp dữ lắm. Không có thở được đâu. Về đi em, về cổng nối. Mid, hết flash, thì găng, lên top rình đai. Cũng lạ, nó cũng lạ lắm. Đó. Biết như vậy nè thì ra không tết như vậy thì lên rừng đai đi 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 tin ôi giỡn. Mấy tuần không gặp nghe người ta nói em thiếu anh 20k nên giờ em trả nha. Ủa? Làm sao ta? Anh cũng nhớ là cái gì đó liên quan tới 20k nhưng mà anh nhớ được là chuyện gì. Anh em nhắc tôi nhớ được không? Sao ấy nhờ? Mở quán cà phê. À! Ok, ok. Nhớ. Thương Toàn thế nhờ. Cảm ơn em nhiều nhớ Toàn. Nếu chọn ra một đội hình ở VCS từ trước đến giờ thời đỉnh cao nhất của các vị trí anh sẽ chọn đội hình như nào? Khó lắm, nó có nhiều câu chuyện. Mãi là anh em. Tại mấy ông ngoài đường, mấy ông ngoài nghề, mấy ông không biết thôi chứ tôi trong nghề nó có nhiều chuyện. Giống như ví dụ như đối với tôi đi nha. Nếu như mà nói mid đỉnh nhất Việt Nam mình á là Nero. Thật sự, nhưng mà Nero thi đấu, Nero theo con đường thi đấu, Nero chỉ chơi cho vui thôi. Nhưng mà đỉnh cao của đi mid Việt Nam mình phải nói tới Nero. Nâng tầm đi mid vậy luôn. Đầu tiên luôn nữa, vừa hay mà vừa đi đầu luôn nữa. Cái nào mà chối cãi được. Mid Optimus, dừng Optimus, top Optimus, cặp bọt Optimus. CLM nó sao thua. Cái gì đó lại. Cái line đó đúng line up luôn á. Line này là không đào được luôn á. Chó này đứng nó rình nó đợi ông cua hoài luôn kìa. Anh ký đầu nó được không? Trời ơi. Nó khó chịu quá. Bị hất tung xong mẹ luôn. Hồi nay tự nhiên đi ăn cua. Nó quýnh người ta xong đi rồi ăn cua. Còn mới chơi nãy giờ để từ chối phối hợp với tôi sao mấy ông ơi. Quan trọng là Optimus ở thì nào, quá khứ hay hiện tại. Đó, đánh kèo không? Nếu muốn kiểm chứng kỹ năng hiện tại của Mớt thì cứ vô kèo 1155 cũng được đó, đánh mấy cũng được. Kìa. Trời ơi, chứ nó mía. Mù của mấy mà mờ chứ. À, cái tim. Tại sao thằng nào chịu phối hợp với mình vậy? Trời ơi. Mà con Japan pha đó nó giả mang thiệt chứ. Gì mà nó đè cái này đi dấn vô cái đầu mình. Ném qua trái. Ủa này là trái hay phải? Thì phải mà. Ở cái top gì Zero, dừng Levi, mid địa 1S, Slayer, S, Lead, anh thấy lại áp này làm gì tao vậy? Cày ấy! Nó cày! Game bẫy gà! Game bẫy gà! Thằng bạn em người Đức nó xem anh đánh ở Uân từ hồi còn gam. Giờ bọn em đang chill bên này xem stream anh và cười như điên mặt cười. Cảm ơn anh Bảy. Phải không đó nha. Sao gơ lên kỹ năng kiến thức mà em cười nhiều thế? Làm gì vậy? Cái đầu mày lưu như... Giỡn.
Trời ơi. Trời ơi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đấy, cho ông thêm cái nữa nè Victor. Đi về. Thằng bạn em nó bị táo bón mấy ngày nay, từ lúc nó xem stream của A ngày nào nó cũng được cảm ơn A nhiều. Mày nói cái đó mày tới. Tha cho bố mày đi, đừng có nói mấy cái đó nữa. Yêu duyên, trọng thứ, ăn nói của người hàm hồ. Oh. 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 Đi. Chào quá. Phải nó chào mà con kia nó búp nhiều quá. Tiếc nổi. Rồi, né căng nhìn trai. Trai có thể báo cho em trước anh R ở đâu được không anh trai? Rồi, R nè. R. Anh Dương, anh sao thế? My god. Oh. Oh. Damn. Đi. Chuyện nhiều lắm, giết nó trước. Đúng rồi anh em. Trời ơi, pha này phải bên ta kêu của tôi không? Lấy cái này trước nè. Đó. Trời ơi, cái bên ta cũng hết. Đợt. Qua ra thôi. Tôi cũng được, win là được. Đã quá, tối nay toàn win. 3, 4, thôi sao mình vươn lên dữ vậy? Hồi nãy mình học sinh nghèo vừa khó mà.